Từ sáng tới giờ mới có được chút tạnh ráo để quay video các bạn. Quá đã. Quá phê. Vỗ tay, vỗ tay. Có rất nhiều câu hỏi đặt ra. Ở thời điểm hiện tại, nuôi bò gì cho nó nhanh lời? Hay là có câu hỏi chung chung là bây giờ nuôi bò gì cho nó có lời chéo ạ? Thì tất cả sẽ có trong video này. Các bạn cùng theo dõi đón xem nhé. Vâng, xin mến chào các bạn. Chào mừng quý vị anh chị và các bạn đến với kênh Tùng TV. Lời đầu tiên thì mình xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị anh chị và các bạn đã dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của kênh mình hôm nay. Đó thì chia sẻ với các bạn, hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày 9 tháng 11 năm 2020 các bạn. Đó thì nếu mà các bạn theo dõi truyền thông thì cũng biết là cơn bão số 12 sắp đổ bộ. Và từ sớm tới giờ đó thì nó mưa xối xả, mưa tối tay mặt mày, không có đi xe mua bò được các bạn. Mình vẫn chở hai con bê, hàng bê ở nhà đó, con 15 năm, con 16 năm, về dưới quê dưới Bình Định á, giao cho người thân cùng trong nhà luôn. Thì tất cả mình có làm trên kênh Bảo Tồn Vlog rồi, ai quan tâm thì có thể xem lại đó. Thì giao xong là về dưới Bình Định là nó mưa tối tay mặt mày, mưa không thấy đường đi luôn đó, nên là không có đi xe mua bò. Mặc dù số lượng người đặt bò của mình, đặt mua bò của mình cũng khá là lâu rồi. Có người vui tính nói là em ơi, em tranh thủ chứ tiền anh vay ngân hàng trả tiền lãi mới chờ bò của em không đó. Thì nói chung là mình cũng vẫn biết việc đó. Đó, và một số người thì gọi bán bò của mình, bán bò cho mình thì cũng khá lâu rồi, nhưng mà cũng không có đi xem mua được. Vì là trời ông mưa rất là mưa các bạn. Mà các bạn biết rồi, trời nắng bao nhiêu cũng được, chứ mưa thì nó nhớp nháp, ướt át, đi xem con bò nó cũng ngon lành hết. Đó. Rồi mua nhiều hầu, các bạn nghĩ nó trời mưa đi mua bò, mua đất mua rế nữa, mình cũng không muốn việc đó, nên là không có đi mua. Ở xuống giao hai con bê rồi về tới trên nhà thôi. Thì chia sẻ với các bạn về tới này thì bây giờ cũng 4 giờ chiều rồi. Trời cũng hừng sáng trở lại, và gọi là sau cơn mưa trời lại sáng đó các bạn. Nắng ráo không có, nhưng mà vẫn còn chút ánh sáng để mình có cơ hội làm clip chia sẻ. Thì mấy ngày vừa qua thì cũng rất là nhiều người đó, thì gọi điện tới mình, nói chung là mua bò, rồi gọi mua bò, gọi tư vấn bò. Và có một câu hỏi thôi, rất nhiều người hỏi mình là ở thời điểm hiện tại thì nuôi bò gì cho nó có lời đó. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ về cái việc nuôi bò gì cho nó có lời theo quan điểm của mình. Và trước khi mà các bạn nghe cái nội dung á, thì cũng lưu ý với các bạn, đó là cái quan điểm của mình thôi đó. Còn tùy người người giỏi, người dở, rồi người có phương pháp này, người có phương pháp nọ. Còn đó là quan điểm của mình đó, mình chia sẻ cho các bạn, ai quan tâm thì theo dõi, lắng nghe. Còn cảm thấy không quan tâm thì bấm bỏ qua, xem thứ khác vui hơn đó. Thì chia sẻ với các bạn, nuôi á, thì nếu mà nuôi lâu dài á, theo quan điểm của mình, nuôi thì có rất là nhiều phương pháp nuôi. Các bạn hỏi câu giờ bây giờ nuôi bò gì cho có lời thì nó chung chung quá.
chia sẻ với các bạn, bò thì có nhiều lúc không nuôi cũng lời. Đó, đó là theo quan điểm của mình, không nuôi cũng lời. Đó, các bạn mà nghe câu này, ủa bò không nuôi cũng lời, không nuôi sao có lời được? Thì các bạn thấy rồi đó, mình không có nuôi nhưng mà mình vẫn có lời. Đúng không ạ? Đéo tin. Thì mình nói phải có, nói có sách thì mắt có chứng, mình không nuôi vẫn có lời. Đó, thì vì sao mà không nuôi có lời đó gọi là cắt tay buông rồi các bạn. Còn thời điểm hiện tại mà nuôi kêu con bò gì cho nó có lời thì các bạn muốn nuôi lâu dài á thì chọn bò 3B, nuôi bộ béo lâu dài, hoặc là chọn các giống siêu Angus, Dromator hoặc Racing để nuôi sinh sản lâu dài có lời. Đó, thì bò 3B thì con giống cao. Đó, thì trong cái thời gian đầu các bạn bỏ tiền ra các bạn mua con giống thì các bạn nuôi lâu dài, cho nuôi lời trước mắt thì không có lời được, vì con giống nó khá cao, nó cơi thiệt 5-7 triệu một con. Đó, theo cái giá mình mua bán thì 5-7 triệu một con các bạn. Có nghĩa là các bạn nuôi trong vòng 1 tháng đến 2 tháng đầu là khả năng, nếu mà các bạn nuôi là bò không, không có lời, vì là cái nó cơi thiệt đó các bạn, nên là cái giá con giống nó cao, người ta gọi là đét nghĩ rỉ bò mà, nên là mua cái con giống nó cao, giá bò 3B đó, 3B đực bộ béo, thì các bạn phải nuôi lâu dài, cho nuôi lời trước mắt là không có lời. Đó, đến việc tiếp theo, nếu mà các bạn nuôi bò sinh sản, bò sinh sản thì các bạn ít chăm hơn. Đó, chọn các giống siêu như Angus nè, rồi Racing nè, Dromator. Mình ưu tiên ba giống này vì sao? Vì là ba giống này chia sẻ với các bạn là nó sinh sản rất là tốt, mắng đĩa gọi là sinh năm một và nuôi con tốt, mát sữa. Đó, mình theo kinh nghiệm của mình được biết như vậy. Hoặc là các bạn có thể chọn rách man trụi sừng, thể trạng đẹp, khung sát to, nhưng mà bò rách man thì đa phần là nó sinh 5,5 một con các bạn, chứ 5,1 thì ít lắm, hiếm. 5,1 thì trừ những trường hợp là nó lai cái tông mẹ, có nghĩa là con bê rách man đó là bê ép rồi đó, người ta phối rách man xong rồi mẹ nó là racing sinh 5,1 ra nó thì nó ảnh hưởng cái gen mẹ, nó sẽ sinh 5,1. Đó, thì hai con giống trên, một phương án là nuôi bộ béo, một con phương án là nuôi sinh sản, nuôi lâu dài thì có lời. Đó, còn nếu mà các bạn muốn nuôi mà nhanh lời, đó, thì mình chia sẻ với các bạn. Muốn nuôi nhanh lời, các bạn chọn bò ốm. Bò ốm nó khác với bò bệnh nha các bạn. Các bạn chọn những con bò ốm, xấu, rỉ, đó, các bạn mua. Đó, ốm, xấu, rỉ, các bạn mua. Phương án thứ hai là các bạn chọn bò có. Đó, bò có vì sao? Ở đây mình rất là nhiều người bây giờ cái phong trào nuôi bò nó rộ lên, và các bạn chọn những cái giống siêu thịt, rồi những giống to vàng lớn bánh. Ví dụ như ngày xưa mà đang nuôi bò có, thấy cái phong trào bò lai thái đó các bạn, giờ cũng ớn lai thái hết rồi. Đó, nhưng mà các bạn nhìn đi nhìn lại con bò có sao? Thích nghi rất tốt, ăn uống tốt, thích nghi nói chung là rất là dễ dàng. Nhưng mà vì sao? Tầm vép với con bò có hay còn gọi là bò vàng ngày xưa của mình nó rất là nhỏ, các bạn nuôi rất là nhanh thôi. Cái con bò có các bạn mua rất rẻ. Nếu mà hai con so đồng với nhau về thể trạng nha, mình nói về thể trạng, hai con bê đực, một con 3B, một con bò có, thì cái con 3B với con bò có đứng ngang nhau, trên nhau là 10 triệu các bạn tin không? Đó, có nghĩa là cái con 3B 20 triệu thì con bò có nó đứng y giỏi nó có 10 triệu rồi. Đó, nên là cái con bò có nó vẫn, theo mình, theo quan điểm của mình thôi, là con bò có nó vẫn còn hiệu quả nếu mà các bạn nuôi nhanh. Có nghĩa là mua vào bán liền, nuôi trong vòng 1 tháng. Các bạn nuôi con bò có mà nuôi quá 3 tháng các bạn lỗ. Vì là sao? Trong cái thời gian mà các bạn mua nó ốm á, nó không sát thì nó không có phát triển nhanh được, nó không có phát triển to ra được. Nên khi mà nó ốm, các bạn mua về rí rí 10 triệu, các bạn nuôi lên khoảng được 14 triệu, 15 triệu là nó tròn quay mất rồi. Các bạn bán, đó. Nếu mà các bạn nuôi qua 3 tháng thì lỗ hết lời, vì nó tròn mất rồi, nó không có lên nữa các bạn. Thể xác nó chỉ có được nhiêu đó, ăn nữa nó cũng không có mập được, nó không có lên thịt được nữa, nó không có to ra được nữa. Nên là các bạn nuôi bò có, ưu tiên số 1 là về nuôi tốc độ nhanh. Đó, muốn lời nhanh các bạn nuôi bò ốm, xấu, rỉ. Đó, ba cái này, ốm, xấu, rỉ khác với con bò mà bệnh. Thì các bạn vì sao chọn cái con bò ốm xấu được mà tránh những con bò bệnh?
Thì nếu mà muốn nuôi bò vỗ béo nhanh thì chỉ có vỗ béo thôi các bạn, vì con bò sinh sản thì không có thế nào mà nhanh được. Nó là 9 tháng mang thai, 4 tháng, 5 tháng cho con bú thì mới bán được. Đó, thì mất 10 mấy tháng rồi, không có nhanh được. Còn cái con bò xấu, ốm thì các bạn về vỗ rất là nhanh. Con bò bệnh các bạn trừ ra những cái con mà các bạn thấy hệ đường ruột nó không ổn định, có nghĩa là nó bị tiêu chảy. Và trong phân tiêu chảy các bạn để ý, những cái con bò mà nó tiêu chảy mà nó bị đường ruột á, là có phân nó cứ lòi nhòi cái màng á, màng ruột. Những con đó đa phần là nó bị ăn trúng thuốc nè, hoặc là cái hệ tiêu hóa của nó có vấn đề nặng, gọi là nó nhiễm vi sáng nặng và khả năng là phục hồi khó. Nên là các bạn đi chọn mua bò thì nếu mà các bạn mua bò ốm xấu thì các bạn tốt nhất là nên chọn những cái con mà phân lạc khô, thải phân tốt mua về vỗ béo trong vòng mà 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Nói chung là các bạn bò ốm xấu nó khác với bò cỏ, các bạn chọn những con có tương lai một chút các bạn sau này càng lời. Có nghĩa là các bạn chọn bò ốm khô đó, xấu xấu nhưng mà nhìn cái khung sắc nó to vàng lớn bánh, bò tai nhỏ thôi, đừng chọn bò thái, thì khả năng các bạn nuôi tỷ lệ sau này, ví dụ như những con các bạn chọn mà nó có tương lai sau này các bạn lời rất là nhiều đó. Thì nói chung là nó như vậy. Hoặc một hình thức tiếp theo nữa là các bạn gọi là thay đổi bò đó, có nghĩa là buông lỡ đó, mình hay còn gọi là buông lỡ. Các bạn mua vào, mua vào những con xấu xấu, ốm ốm, rồi mua vào các bạn chăm nem bấy bữa 10 bữa tròn tỉa lắng luốc, xong rồi có ai thích thì các bạn bán, rồi các bạn mua nữa, gọi là buông lỡ đó, buông hàng nem đó. Thì đó là những hình thức mà nuôi bò nhanh lời. Còn nếu mà các bạn xác định nuôi bò thì nuôi là phải có lời đó. Chỉ các bạn quyết định ở cái khâu chọn bò, nó quyết định dẫn đến cái việc lợi nhuận của các bạn có hay không. Còn khi mà làm mà nó đã có cái tầm ảnh hưởng rồi, nó có tiếng tem rồi thì không nuôi cũng lời. Các bạn cứ bắt những cái con bò thật là chuẩn thì từ cái buông lỡ các bạn sẽ lên buông. Như mình thì các bạn mua con bò về nó rất là chuẩn rồi, đúng giá thị trường rồi, thì các bạn bán đi các bạn sẽ lời đó. Mình thì chia sẻ với các bạn mình mua bò mình bán đó, không nuôi vẫn lời, không có tốn có. Các bạn chiều nay chở về sáng mai chắc lên chở đi tiếp vẫn lời đó. Đó là qua cái quá trình, qua quá trình mình nuôi đó. Thì các bạn theo dõi kênh các bạn biết ngày xưa mình nuôi bò rất là nhiều, xong rồi mới nghĩ chuyển qua bán hết bò đi, xong rồi bắt đầu bắt bò dìa, bắt bò dìa nuôi thời gian ngắn ngắn rồi bán đi đó, đó gọi là buông lỡ đó. Rồi xong rồi sau này chọn bò chuẩn rồi thì bắt về rồi bán đi, và cái số lần bắt về bán đi nó gần nhiều hơn đó. Có nghĩa là ngày xưa mua bán quyền nuôi 1 năm bò sinh sản bán đi, xong rồi mua bò về, mua bò vỗ béo, mua nghi đực về chăm 10 bữa nửa tháng rồi bán đi đó. Xong rồi cái tần suất mà làm như vậy nó nhiều lên, có nghĩa là một số lần mình mua bò vẫn không đúng các bạn, không đúng giá thị trường, mà mình nhìn bò nó chưa chung á, vẫn lỗ rất là nhiều đó. Và mua bò sinh sản về trời trật nhận lại cũng lỗ rất là nhiều. Xong rồi sau nhiều lần như vậy mình rút kinh nghiệm ra, thật sự ra mình đi mua bán bò không có sư phụ các bạn, không có ai chỉ dạy hết á, tự mình từ nuôi bò mình biết cái con bò, mình am hiểu về cái con bò rồi bắt đầu dần dần rồi mình đi mua bán, rồi mua những con lỗ, rồi sau này rút kinh nghiệm rồi mua lờ đó, mua về nuôi lâu, xong rồi mua về nuôi nhanh, rồi sau này mua về bán liền đó. Đó là cái chuỗi tuần hoàn của cái cuộc sống của mình. Và hôm nay mình làm cái video này chia sẻ với các bạn là các bạn chốt lại một câu quan trọng, và một câu hay gọi là một khâu đó, một câu thì nói không hết, nhưng mà gọi là một khâu quan trọng đó là các bạn chọn bò giống đó. Để nuôi cho nhanh lời nhất thì các bạn phải chọn đúng bò, đúng giá thì mới lời được. Thế còn các bạn bây giờ không biết bò, các bạn mua một con 3B mà đi ra ngoài nói 3B mua không biết cái con bò phối hay con bò nhảy, mua con bò nhảy nói con bò phối mất mẹ 5 triệu rồi. Chia sẻ với các bạn như vậy, mua một con bò 3B không biết nó phối hay nhảy, buồn nói bò phối á đó, bắt giờ mình cũng chưa bước bò phối bò nhảy nuôi càng ngày càng lớn lên,
trúng bộ nhỉ. Đó, trong lúc mua mất 5 triệu rồi đấy. Giá về nhà mất 5 triệu rồi đấy. Chứ không phải ít đâu. Đó, 5 triệu là cái giá của buôn bán ra cho các bạn. Còn mình thì bộ phối bò nhảy trên là từ 3 triệu rưỡi 4 triệu. Đó, mình biết chắc như vậy. Đó, còn mua bò của mình thì chia sẻ với các bạn là bò phối ra bò phối, còn bò nhảy ra bò nhảy. Đó, cái nào ra cái nói từ trước ra tới giờ như vậy. Còn mình đi chọn bò cho các bạn thì đa phần là mình chọn bò cho mình là chính. Đó, về cảm thấy mà các bạn hợp lý với giá thị trường thì bán ra các bạn mua, còn không hợp lý thì mình để mình nuôi. Đó, như vậy. Rồi ai cảm thấy hợp lý thì bán ra, nhưng mà thông thường trước đây thì nuôi chứ bây giờ thì không có nuôi nữa các bạn. Đó, số lượng người đặt bò và tin tưởng Tùng TV thì rất là nhiều. Đó, số người bán bò cho mình thì cũng yên tâm. Đó, bán mua công khai mà, bán giá chiều về biết mình bán ra con đó là nhiều rồi thôi chứ đâu có chạy đường nào nữa. Nhưng mà mình cũng làm video chia sẻ về những cái câu hỏi trước đây là ở xa có bán được không thì đó. Các bạn thấy mình chỉ có làm trong khu vực Gia Lai, Bình Định, Kon Tum là ba tỉnh chính mình làm thôi, chứ còn xa nữa thì bó tay là không được. Đó, thì nói chung nôm na là các bạn cứ hỏi câu nuôi bò gì cho nhanh lời, thì cái cốt yếu lại là các bạn cứ chọn bò giống. Và muốn nuôi nhanh nuôi chậm á thì tùy các bạn muốn hình thức nuôi như thế nào. Bò sinh sản á thì nó lâu hơn một chút nhưng mà đỡ chăm sóc hơn, chăm sóc sao sao cũng được. À, sơ sơ cũng được, không cần phải ngày nào cũng phải tấp ăn ghét uống ghét. Còn bò vú béo thì phải liên tục, chứ còn chăm sơ sơ thì nó không phát triển và hầu như nó không có hiệu quả kinh tế các bạn. Đó là ý kiến của mình và quan điểm của mình. Đó rồi, nói chung là chiều nay chia sẻ sơ như vậy. Ngày mai bão vào, đường nào cũng mưa nữa. Và ngày mai khả năng là mình không có đi xem mua bò được. Những người bán bò cho mình thì chậm qua bão. Những người mua bò của mình thì nếu mà chờ được thì chậm chờ qua bão, rồi mình bác mình giải quyết từng người, nhiều trước ít sale và gần trước xa sale. Nó theo cái quy luật nó như vậy. Và nội dung video của mình thì đến đó là hết. Cảm ơn tất cả quý vị, anh chị và các bạn đã dành chút thời gian xem hết nội dung video của mình. Nếu quan tâm đến những chủ đề mình chia sẻ thì like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần mình làm những video mới nó hay hơn, chất lượng hơn. Đó, thì mình cũng cố gắng cải thiện rất là nhiều các bạn. Đầu tư ghét, cải thiện nhiều. Nếu mà các bạn theo dõi video từ trước tới giờ của mình thì các bạn xem những video gần đây có chất lượng hình ảnh nó tốt hơn, âm thanh nó tốt hơn, rõ ràng hơn. Và mình cố gắng tạo và mang lại những video có giá trị và có những trải nghiệm tốt nhất khi xem kênh của mình. Đó, nếu mà các bạn theo dõi thì cũng biết rồi. Thì bye, kính chúc cho tất cả quý vị anh chị và các bạn có một buổi tối thật là vui, thật nhiều năng lượng, chăn nuôi thuận lợi và hạnh phúc, thành công trong cái cuộc sống này, nói chung là vậy. Bye ạ.